Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét và đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc. Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong xác nhận với báo chí bên lề hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 ngày 15 tháng 8. Và ngày 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn từ chức sau vài giờ, được điều chuyển từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 sang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Trong đơn từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng bản thân ông không có bằng cấp liên quan đến ngành xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực sở trường, chuyên môn được đào tạo thì sẽ không thể làm tốt khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đến nay chưa được xem xét. Theo nguyên tắc, đơn nghỉ việc phải được chấp thuận của tổ chức thì mới được nghỉ. Vì vậy, ông Hải vẫn phải tiếp tục làm việc đến khi có quyết định của tổ chức. Tuy nhiên, theo thông tin Sở Nội vụ, ông Hải sau khi lên gặp lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để trao đổi thì sau đó không đi làm. Từ năm 2016, ông Đoàn Ngọc Hải đã được biết đến nhiều vì đã xung phong liên tục xuống đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè, xử lý nạn chó thả rông, xử lý hàng chục bãi xe trái phép lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm thành phố. Trước đó, vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 có đơn xin từ chức, xin thôi các chức vụ trong đảng và chính quyền, thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận 1 vì lý do không thực hiện được lời hứa lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý lòng lề đường quận 1. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5 thì ông Hải lại gửi đơn đến Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1 để bày tỏ nguyện vọng xin rút đơn từ chức trước đó.